Rồi, hôm nay được hướng dẫn mấy em giải cái đề tiếp theo. Đề này là đề số số mấy đây? Số 18, đề thi giữa học kỳ 1 năm học 2034. Toán lớp khối 11, ca chiều nó khó hơn ca sáng. Ca chiều thì chắc lớp giỏi hơn. Thời gian 60 phút không kể thời gian phát đề. Rồi, đó, trường Trung học phổ thông Thăng Long ở thành phố Hà Nội. Thì đề góc mail cũng thấy rồi đúng không, là nó không có đáp án nha. Ca chiều nó khó hơn ca sáng nó đề nhẹ hơn, nó giống nhau tới câu gần như có hai câu ba câu cuối khác nhau thôi, nhưng mà cái đề buổi sáng chiều nó nặng hơn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung từng câu ha. Bây giờ trắc nghiệm nó cho mình 4 điểm, tổng số câu là 16, tự luận cho 6 điểm, tổng số câu là 5. Mà đề này căng á, khó đó chứ không dễ đâu. Rồi, ta sẽ đi vào câu thứ nhất. Thì để giải được cái phương trình này, thì mấy em cần nhớ cái công thức liên quan đến phương trình sin. Đúng không? Sin. Thì nhớ công thức nào đây? Đó là sin U bằng sin V tương đương U bằng V cộng K2B. K thực chất hoặc U bằng B trừ V cộng K2B K Z. Đó là công thức mà chúng ta cần phải nắm. Rồi. Ở đây ta có thằng này. Thì thằng này tương đương với gì? 2 sin x. Nó bằng là trừ 1. Tương đương với sin 2 sin x nha. Bằng trừ 1. Và tương đương với sin x. Sin x là bằng trừ 1 phần 2. Nhưng mà bấm máy đừng có bấm trừ 1 phần 2. Để dấu trừ ra. Mình chỉ bấm 1 phần 2 thôi. Shift sin. Tại vì nguyên tắc là mình phải làm đúng theo bài bản nó là như vậy đó. Rồi. Ra là pi chia 6. Sin của pi chia 6. Đó, mà dấu trừ chúng ta nhét vô trong được. Dấu trừ ta nhét vô được. Tức là sin của trừ pi chia 6. Đó, và chúng ta cũng phải nhớ thêm một công thức đúng không, là sin của gì, sin của trừ alpha đó là bằng trừ sin alpha. Rồi ta dùng công thức U bằng V đó cộng K2B K thực chất hoặc U bằng B trừ cho V cộng K2B K thực chất. Rồi chỗ này chúng ta để cái phương trình đầu lại, pi trừ cho trừ thành cộng, pi chia 6 là thành 7 pi chia 6. Đó. Đó, 7 pi chia 6. Rồi, vậy chúng ta kết luận ha. Nếu mà làm theo tự luận là kết luận này. Vậy, phương trình có trắc nghiệm là mình sẽ cho này thay bằng đây bằng chữ và. Rồi, đó là chúng ta chọn đáp án ha. Trừ pi chia 6 cộng K2B với 7 pi chia 6 cộng K2B. Trừ pi chia 6 cộng K2B, 7 pi chia 6 cộng K2B là đáp án C. Rồi, ta đi vào câu 2. Đó, câu 2 như thế nào? Cho dãy số UN dạng chi hồi là như thế này. Tìm số hạng thứ 5 của dãy số. Thì UN một UN đúng không? Thì ta có nào? Với n bằng 1 thì ta có, đúng ra chỗ này nó phải nói n phải lớn bằng 1, hiểu không? Nhưng mà nó không nói gì thôi, mình hiểu. Ta có U1 nó bằng là 4. Rồi. Tức là ta nói là cái số hạng thứ năm đúng không? Số hạng thứ nhất là cái hạng thứ nhất đó, ứng với n bằng 1 là U1 bằng 4. Số hạng thứ hai là ứng với n bằng 2 là u ứng với n bằng 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 1 á. Cái này số hạng thứ nhất không ứng à, không ứng. Là còn số hạng thứ hai ứng với n bằng 1, n bằng bằng 1 mình thay vô đây nè. Đó là u2 bằng u1 cộng cho 1 là bằng 4 cộng 1. Đó là bằng 5. Rồi số hạng thứ ba ứng với n bằng 2
là U2 cộng 1 là U3 bằng U2 cộng cho 2. U2 là 5 cộng 2 là 7. Số hàng thứ tư. Thứ 1 đi. Thứ 2. Thứ 3. Thứ 4. Ứng với N bằng 3 là U4 bằng U3 cộng cho 3. 7 cộng 3 là bằng 10. Số hàng thứ 5 ứng với N bằng 4 là U5 bằng U4 cộng cho 4 là bằng 10 cộng với 4 là 14. Vậy mình chọn đáp án là D. Rồi chuyển đổi sao sang độ. Ta có pi radian là bằng 180 độ. Đó, ta dùng tam súc chuyển ta có ha. Đó, là trừ 7 pi chia cho 4. Mình sẽ đổi sang ra độ, mình sẽ lấy này nè, nhân 180 chia cho pi. Đó, tức là trừ 7 pi chia 4 nhân 180 chia cho pi độ. Đó, thì nó sẽ bằng bao nhiêu độ? Thì mình lấy máy mình bấm thôi ha. Mình bỏ đi chữ pi, lúc còn chữ pi nè, lấy 7 trừ 74 nhân 180. Trừ 7 nhân 180 chia cho 4. Đó, nó ra là trừ 315 độ. Đó, thì chúng ta sẽ chọn được đáp án A. Rồi, ta sẽ đi vào câu số 4. Cho cấp số cộng UN với U1 bằng 2, U2 bằng 7, tính công sai của cấp số cộng. Công sai biết rồi, thì ta có nè. Ta có U2 thì bằng U1 cộng cho D, cộng cho 1D, biết rất rồi ha. Thì cái cấp số cộng là chúng ta nhớ công thức lại đúng không? Đây nè. Đó, UN là cấp số cộng. Thì có số hàng đồng quát nè. Là UN sẽ bằng là U1 cộng N trừ 1 nhân cho D. Đó. Thì ta có U2 là bằng U1 cộng cho 1 trừ 2 trừ 1 nhân D. Đó, 2 trừ 1 nhân D thôi, ghi luôn 1D đi ha. Và từ đó mình suy ra D, nó sẽ bằng lấy U2 trừ cho U1, khỏi giải hạn, mất công lâu. 7 trừ 2 là bằng 5. Vậy ta chọn đáp án đó là B. Rồi, ta sẽ đi vào câu số 5. Cho cấp số cộng UN có số hạng đầu là U1 và công sai là D. Số 81 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng? Số 81 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng thì mình gọi. Rồi, gọi số 81 là số hạng thứ n của cấp số cộng, như n phải lớn bằng 1 và n là số tự nhiên. Đấy. Thì theo đề bài ta có là gì? Thì đó theo đề bài đúng không? Ta có đúng không? Rồi. Từ đó mình suy ra đi cho nó nhanh ha. Đó, suy ra số hạng thứ 81 là xin lỗi, số 81 là số hạng là UN đó là bằng 81. Thì cái công thức cấp số cộng trên mình còn luôn để lại đúng không? Là U1 này. Còn N trừ 1 nhân D bằng 81, thay vô U1 mình là trừ 5. Còn N trừ 1 nhân D là nhân 2 bằng 81. Vậy mình sẽ rải ra N trừ 1 bằng bao nhiêu? Ở đây mình lấy 81 nè. Đó, trừ 5 chuyển qua là cộng 5. Rồi mình chia cho 2. Rồi mình cộng thêm 1 vô, chuyển qua chuyển lại đó, ra là 44. Rồi thỏ ha, tức là N 44. Bấm xíu son cũng được, giải gì cho nó nhanh, được chưa? Rồi, nếu mà giải từ từ là gì nè? N trừ 1 nhân 2 nó bằng là 81 cộng 5 là 86. N trừ 1 nó bằng 86 chia 2 là 43. N 44. Đó, 44 thỏ, được chưa? Vậy nếu mình kết luận là vậy,
Số 81 là số hạng thứ 44 của dãy số, tức là U44. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là C. À, ta đi vào câu số 6. Hàm số nào dưới đây là hàm số tuần hoàn với chu kỳ là pi? Thì mình nhớ lý thuyết rồi đúng không? Hàm số y bằng sin x là tuần hoàn với chu kỳ t bằng 2 pi radian, còn hàm số y bằng cos x cũng vậy luôn, tuần hoàn với chu kỳ t bằng 2 pi, còn hàm số tan là tuần hoàn với chu kỳ là pi cotan cũng vậy luôn. Nói chung là tan cotan là pi. Đó. Tan với cotan là pi ha. Vậy ở đây ta chọn hàm số tuần hoàn với chu kỳ pi. Đây là cái này cotan 2x đúng không? Chú ý nè. Cái hàm số cotan là tuần hoàn với chu kỳ là pi, cho nên hình suy ra hàm số cotan 2x tuần hoàn với chu kỳ là t bằng nhiêu. Mình hiểu là x mình dùng tam sức rồi, hiểu không? Đây nè. Yeah, tức là đơn giản thôi. Đó. X cô tan nha, mình xét cô tan nha, cô tan của cái đóng gì đó không cần biết đúng không, cô tan thì cứ x đó là nó là 2 pi, 2 pi đó, đó tức là cái góc là x thì cái chu kỳ á là 2 pi, cái góc ở đây là 2x, nó góc nó cái cách cái mẹo để nhớ vậy đó, cái góc 2x thì hỏi tuần hoàn với chu kỳ là bao nhiêu đó. Thì mình dùng tam sức nè, hiểu không? Nên là góc là x thì tuần hoàn với chu kỳ là pi chứ không? Pi thì cái góc 2x tuần hoàn như 2x nhân pi chia x là còn 2 pi, tức là nếu hàm cotan 2x là tuần hoàn với chu kỳ là 2 pi đó, cho nên mình hiểu không, cái này nó cũng mẹo thôi, sách nó không có mấy này đâu, đó là dùng tam sức đó. Kỹ năng vậy tuần hoàn chu kỳ pi mình chọn D. Mấy bạn giải nhiều đề bạn có lợi hơn ta chỗ đó. Rồi. Rồi tiếp theo. Hàm số dưới đây là hàm số chẵn. Thì các hàm số chẵn mình biết rồi đúng không? Hàm số y bằng sin x dấu trừ đem ra được đúng không? Tan x. Cô tan x. Cô tan 2x cũng vậy thôi, tại vì dấu trừ đem ra được. Đúng không? Đó, cho nên nó là hàm chẵn, nhưng mà xét cụ thể nó thì là hàm số lẻ, là các hàm số lẻ mình dùng, hiểu không? Dùng dấu trừ vô đó, f của gì x mình chữ biết đó để cho nó nhanh ha. Còn hàm số y bằng cos x là hàm số chẵn, mấy này quá quen rồi ha. Chọn B. Rồi ta đi vào câu số 8. Thì mình sẽ nhớ công thức là như thế nào. Sin alpha bằng 0 đó, thì tương đương alpha đuôi là k pi đúng không? 0 là k pi, còn cộng trừ 1 mới là k 2 pi. Mình bấm shift sin của 0 nó cũng bằng 0 luôn. Vậy mình khỏi ghi, 0 cộng k pi ghi 0 được rồi. Thì cái hàm này có cái mẫu nè, xác định khi nào? Hàm số y xác định khi sin x khác 0. Đó. Khác 0 thì chỗ này theo mình dấu bằng dấu khác thôi. Đó. Được chưa? Vậy tập xác định của hàm số là d bằng r hiểu đi đó, k pi k thuộc z. Rồi vậy chúng ta chọn đáp án là gì? C. Ta đi vào câu 9. Cho ba mặt phẳng phân biệt cắt nhau từng đôi một theo ba giao tuyến D1, D2, D3, trong đó D1 song song với D2. Thì mình học về ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến, thì một là ba giao tuyến nó đồng quy, hai là song song, nhưng mà đã có hàng song song rồi thì hàng kia phải song song, mình nhớ ha. À, cho nếu nè, trong ba cho ba mặt phẳng á, cắt nhau từng đôi một theo ba giao tuyến D1 và D2 và D3 đó, đúng không? Thì nha, ba giao tuyến đó song song hoặc là đồng quy là cùng đi qua một điểm á, đúng không?
mà do là sao, do D1 song song với D2 cho nên không thể đồng quy được, đồng quy là cùng đi qua một điểm, nên D1 phải song song với D2, phải song song với D3, cho nên D2 và D3 song song với nhau, cho nên chúng ta chọn đáp án D. Còn điện nào nó nói nếu đây nó cho D1 mà cắt D2 á, thì chắc chắn sẽ là cắt nhau, vậy mình sẽ chọn đáp án là A. Rồi, ta đi vào câu 10. Rồi, cho hình chóp S, A, B, C, D. Có đáy B, C, D là hình thang. A, D, có đáy lớn là AD. AD bằng 2 lần BC. O là giao điểm của hai đường chéo AC với BD. Rồi, tìm giao tuyến SAC vẽ BD dễ nè, giao tuyến hàng này chính là SO, quá dễ luôn ha. Nếu mà trình bày theo tự luận trắc nghiệm là tôi phanh mất tiêu SO rồi, nhưng mà trình bày theo tự luận đây để cho mấy em xem nha, tại sao nó là SO. Thì ta có O luôn, O là giao điểm AC và BD, cho nên ta có O là giao điểm AC và BC, thì ta có nè, O nó sẽ thuộc vô AC mà AC nó mới chứa mặt SAC đứng trước đó, cho nó chứa trong SAC, cho nên CRO mới thuộc SAC. Rồi và tương tự O thì chúng ta có được O thuộc BD chứa trong SBD, cho nên O thuộc SBD. Từ hai điều này mình suy ra đó là O sẽ thuộc giao tuyến của hai cái mặt đó, SAC giao với SBD. Rồi vậy ta có S thuộc SAC giao SBD, O từ đó suy ra giao tuyến của SAC với SBD là bằng SO. SO chọn án B. Ta đi vào câu số 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Hai đường thẳng không có điểm chung. Hai đường thẳng mà không có điểm chung thì như thế nào? Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau, chưa chắc. Sai. Hai đường thẳng, vì hai đường thẳng không có điểm chung có thể song song, hiểu không, với nhau, có thể song song hoặc chéo nhau mới đúng, tức là nó có thể song song hoặc chéo nhau, nó thiếu. Câu B, hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau là sai, vì hai đường thẳng á, mà nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì có thể cắt nhau hoặc song song, song song cũng được nha đó, hoặc là chéo nhau luôn, thì không, hai mặt phẳng phân biệt giống như giao tuyến của hai mặt đó, thì nó có thể cắt nhau theo cái điểm nằm trên giao tuyến, hoặc là nó nằm trên hai mặt nó vẫn song song với nhau được, đúng không, là nó song song với giao tuyến, hoặc là nó vẫn chéo nhau được đó, được chưa đó. Vẫn chéo nhau được nha. Rồi vậy cho nên hai đường thẳng nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì có thể song song, chéo nhau hoặc cắt nhau, nó có ba trường hợp luôn mà nó nói chéo nhau là sai. Câu C,
Đó là hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. Sai luôn. Vì hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau, hoặc là gì? Không không song song thì chéo nhau, hoặc là cắt nhau. Không, phân biệt là không có trùng nhau được. À, bỏ chữ trùng không có trùng. Cắt nhau cũng vẫn là phân biệt mà, đúng không? Rồi câu D. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung, là đúng rồi đó. Rồi chọn đáp án là D. Và tới đi vào câu số 12. Trong các khẳng định sau, khẳng định là sau đây là sai. Câu A, sin A trừ B, sin A cos B trừ sin B cos A đúng. Sai thì chắc chắn là có một cái sai thôi. Cos A trừ cos B sai nè. B sai. Đó. Vì thằng này đúng không? Nó sẽ bằng đây là dấu cộng. Rồi còn C, sin trừ sin, sin cộng sin rồi hay sin cos sin trừ sin hay cos sin đúng. Cos cộng cos bằng 2 cos cos, nó cho ngược thôi, nó cho công thức tích thành tổng là đúng luôn á. Rồi nói chung là A, ACD là đúng, còn B là sai, chọn đáp án B. Đó là công thức sách giáo khoa thôi, chứ không có gì khó ha. Rồi. Thì ở đây chúng ta muốn làm được câu này, chúng ta phải nhớ kiến thức là tan U bằng tan V. Đó, tan U. Tan U bằng tan V. Thì tương đương với U bằng V cộng KB. K là chết. Đó. Thì này chế độ độ thôi. Ví dụ bây giờ B đỡ lên 180, còn này A độ. Hoặc này đã có, nếu mà tan U, tan U độ bằng tan của V độ thì tương đương với U độ cho bằng V độ cộng cho K 180 độ. Đó, khỏi ghi này cũng hiểu rồi đúng không? Thì nếu học thuộc được thì tốt ha, từ còn không thuộc từ 0 đến 90 là bấm máy thôi, bấm shift tan đó, của căn 3. Căn 3 thì nó ra là pi chia 3 là 60 độ đó. Nếu mình lấy 180 chia nhân 1 3 nhân 180 là 60 độ đó. Cho nó nhanh ha. Ở đây là bằng tan của 60 độ. Mình sử dụng cái công thức U bằng V. U nào bằng V nè. Cộng K 180. Đó, K thuộc Z. Rồi, chỗ này đúng không? Ở đây á, trừ 15 chuyển qua đây là thành 15, 15 với 60 là 75. Rồi mình chia 3 xuống nè, 75 chia 3 25, 180 chia cho 3 là 60. Rồi, vậy phương trình có các nghiệm là một nghiệm cũng ghi có các nghiệm luôn. Tại vì nó có chữ K là vô số. Đó là x bằng 25 độ cộng K 360. Rồi vậy mình chọn 25 độ cộng K 300 cộng K 60 là đáp án C. Rồi ta đi vào câu số 14. Cho dãy số UN, biết UN bằng này, tìm số hạng U, tìm số hạng U3 dễ quá. Đó là số hạng U3. Là chỗ này N thay bằng số 3 vô, UN bằng đó đúng không? U3 là nè, trừ 1 mũ 3 nhân 2 mũ 3 chia cho 3, trừ 1 mũ 3 là trừ 1, 2 mũ 3 là 8 chia cho 3, trừ 1 8 phần 3 là trừ 8 phần 3. Rồi thì chúng ta sẽ chọn đáp án B. Ta đi vào câu số 15. Cho hai đường thẳng phân biệt A và B trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối của hai đường thẳng AB? Các vị trí tương đối của hai đường thẳng A và B là, đầu tiên là trùng nhau song song đúng không? Đấy. Cắt nhau chéo nhau. Cắt nhau thì nó gồm nhiều, nó gồm vuông góc với nhau nữa ha. Đó. Nhưng mà vuông góc là trường hợp cũng cắt nhau thôi, nằm trong trường hợp đó, cái đó là góc thôi. Thì mình chọn đáp án là D, 4 trường hợp.
Rồi tiếp theo là nó kêu câu số 16, tìm tập giá trị của hàm số, chẳng qua là tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất kẹp giữa hai cái ngoặc vuông đó thôi. À, thì ta có là với mọi x, với mọi x thuộc R, đúng không? À, thì ta có sin của mình nó chạy từ trừ 1 đến 1, thì ta cộng 2 vế cho gì, cho 1 vô, không đổi chiều, thì tương đương với 0, bán bằng, đây chính là y, bán bằng 2. Vậy tập giá trị chính là y, còn tập xác định là x nha. Vậy tập giá trị là t bằng 0,2, tập giá trị với t, còn tập xác định với d nhé, thường là như vậy. Rồi chúng ta chọn đáp án là 0,2 là d. Rồi ta hoàn thành xong phần trắc nghiệm, bây giờ ta sẽ đi vào phần tự luận. Câu 1, giải phương trình này, thì phương trình này quá quen rồi. Chúng ta dùng công thức sin u bằng sin v, thì nó có ngay từ đầu đề đây. Đó. Được chưa? Đề này khá là dài đó, làm không tốc độ là không kịp giờ. Tại vì thường thầy làm thì cái buổi này thầy cũng có công việc đúng không? Phải 9 giờ phải xong, nhiều khi hơi trễ một tí thì được, chứ còn trễ quá đi khuya không có được. Cho nên cũng cố gắng tranh thủ vậy hơi nhanh nhanh tí đó. Rồi. Ta có đây, ở mình tính sin hay x đúng không? Muốn tính sin hay x thì phải nhớ công thức sin hay x nè. Sin hay x là bằng gì? Không, cái này đâu cần này đâu ta. Cái này chưa chưa cần nghe, xin lỗi nha. Sin hay x là bằng gì em? 2 sin x cos x. Như vậy ở đây mình sẽ có sin là mình tìm cos, nên nó cho cái cung này là cos phần tư thứ hai thì biết rồi ha. Vì b chia 2. B chia 2 thì sao? Bé hơn x bé hơn b, tức là thuộc cung phần tư thứ hai nên cos của nó âm. Để chúng ta ứng dụng một cái công thức rất quen thuộc để làm bài này, đó là sin bình cộng cos bình bằng 1. Đó. Sin bình x cộng cos bình x bằng 1. Ta dùng thức này để ta giải quyết được cái sin. Từ đó ta rút cos bình x ra. Đề này hay đấy nha. Nói chung là nó có câu cuối hay, là nhìn thấy câu cuối dành cho học sinh giỏi đó, để đi thi chuyên rồi toán học sinh giỏi mình mới biết câu đó, còn bình thường là thi học kỳ là chỉ có trường Hà Nội mấy trường giỏi nó mới dám cho thôi, chứ còn thường cho mấy bài đó gãy liền. Nếu mấy bạn thi mấy gặp mấy cái đề thi làm vô chuyên đi, bạn làm từng đề tới 30 luôn cho làm chuyên hết chứ không làm thường nữa đâu, 16 bằng 25, thì lúc đó bạn sẽ gặp mấy dạng đó thường xuyên luôn, nên bạn sẽ biết cách giải nó liền. Còn bây giờ mấy bạn hơi hơi khó là mình tiếp xúc ít quá. Lấy căn 16 cộng 5 là 4 phần 5. 4 phần 5 nhận hai loại, loại dương loại ha. Đó. Còn trừ là mình nhận được chưa? Đó. 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 Có ít bằng trừ. Vì có ít nam. Thì ta có sin hay ít bằng 2 sin ít có ít bằng 2, sin x là 3 phần 5, cos x là trừ 236 sang 4, 24, 55, 25. Rồi, xong. Rồi, ta sẽ đi vào câu B. Giải phương trình này, phương trình này cũng vậy thôi. Nhưng mà mình phải nhớ cái công thức cos bằng cos, đúng không? Đó, cos u bằng cos v tương đương u bằng v cộng k hay v k z, hoặc u bằng trừ v cộng k hay v k thuộc z. Rồi mình nhớ này, cos mà mình muốn đưa dấu trừ vô á là cos mình phải dùng công thức là pi trừ alpha là bằng cos pi trừ alpha là trừ cos alpha, tức là dùng công thức ngược. Thì đôi khi phải dùng công thức ngược mình mới làm giải quyết được vấn đề ha. Và có đây là 3x trừ cho pi chia 6. Đó, thì đầu tiên mình đừng, nếu mà trong trường nó cho bấm luôn dấu trừ là không đúng, bởi vì mình không có được phép bấm dấu trừ nha. Bấm dấu trừ là mình làm ví dụ là mình làm không có đúng bài bản đó, tại vì trong sách nó chỉ cho cái góc lượng giác căn 2 chia 2 thôi, bấm ra thôi chúng coi dấu trừ. Không, mình làm dấu trừ là giống như mình đang áp nó vô cho nó đúng thôi, nó nhanh thôi.
cái đúng theo và làm thức đó, trừ cos alpha là bằng cos pi trừ alpha đó, như vậy nó mới bài bản, chứ còn bấm chữ ra 3 pi chia 4 luôn thì vẫn đúng đó. Nhưng mà cái đó là mình đang dùng công thức ha, bấm máy chứ không phải là mình đang giải bằng tay. Giải bằng tay là phải như vậy nè, được chưa? Phải chứ làm sao mình nhớ hết nổi mấy cái công thức đó, đúng không? Rồi ví dụ lỡ như đây tôi cho cái số lạ lạ sao bạn biết được đấy. Rồi vậy đây nè ha, tức là đã có nè u bằng v cộng k 2 pi đó, hoặc u bằng trừ v 7 trừ pi chia 6 trừ đó, là bằng trừ 3 pi chia 4 cộng k 2 pi rồi k thuộc z. Thì xuống đây mình giải phương trình này ra đó, thì đây chuyển qua là pi chia 6 đúng không, chuyển qua đây là pi chia 6 đó, mình quy đồng lên nè, 6 nhân 3 18, 4 là 20, không mình nhân 2 thôi, nhân mẫu chung là 12 này nhân cho 3, 3 3 9, còn này nhân 2, 2 1 2, 9 2 là 11, đó là 11 pi chia cho 12, rồi mình chia 3 xuống, 12 chia 3 36 không có gọn được, đúng không? Đó. Hiểu chưa? 12 chia cho, nhân cho 3 đó, còn này chia cho 3, rồi. Còn này chuyển này qua đó. Thì đây hình cộng à, đó hình cộng chưa, mẫu chung là 12, vậy đây là nhân cho 3 lên là trừ 9, là nhân 2 lên 2, trừ 9 mà cộng 2 là hình là trừ trừ 7 pi chia cho 12, mình chia cho 3 số, 12 x 3 là 36, và là chia cho 3 số đó. Rồi mình sẽ kết luận nha. Vậy phương trình có các nghiệm là, thì đây mình sẽ thay bằng cái dấu và, rồi đó là ta hoàn thành xong câu B. Bây giờ ta đi vào câu C. Câu C là rút gọn về thức này, thì để là rút gọn được thức này mình phải nhớ rất nhiều công thức mới làm được chứ không phải là dễ nha. Thì đây thì sẽ cho công thức đây nè, công thức nè, có nếu mình dùng 4 pi thì pi chia 2 trừ, thì cái này mình phải dùng là nếu mình bỏ đi 4 pi trừ trừ với trừ là cộng. Rồi câu này khó đấy. Rồi tức là đầu tiên nè, cos 3 pi chia 2 đúng không, là em phải nhớ công thức là cos pi, cos pi cộng cho alpha đó, còn bằng trừ cos alpha, cos của pi cộng alpha đúng rồi, bằng trừ cos alpha, rồi sin của alpha cộng k 2 pi là bằng sin alpha chu kỳ 2 pi, rồi cos của pi trừ alpha đó là bằng trừ cos alpha, nó nhiều công thức dữ lắm phải nhớ hết mới làm được. Rồi sin của alpha cộng k 2 pi là bằng sin alpha, rồi sau đó mình mới dùng cái công thức là sin của pi trừ alpha là bằng trừ sin alpha, à, bằng bằng sin alpha, rồi thuộc cái công thức là sin của trừ alpha nó bằng sin trừ sin alpha, nó một đống công thức chị mới làm ra nổi bài này, thấy như vậy á chứ phải biến đổi gì nó mới chịu đó. À, rồi đặt đỏ đây C, rồi có thể biến đổi đây, giờ 3 chia 2 là 1,5 đúng không? 1,5 nè. Đó mình thấy 1,5 nó gần cái số nguyên nào nhất? Tức là gần chẵn hay gần gần 1, gần 1 cũng gần mà gần 2 cũng gần, nhưng mà cái chu kỳ của cosine là 2 pi. Cho nên thầy phải khôn tí xíu là thầy sẽ bỏ đi, thầy sẽ dùng 2 pi. Hiểu không? Thầy sẽ dùng 2 pi. Tức là ở đây có thêm công thức nữa nè. Thêm công thức này nữa nha, tức là cosine cũng bỏ được luôn. Tức là lấy cái nào gần để mình bỏ đi, nó giảm lại, để nó giảm lại, miễn nó giảm dưới pi chia 2 là được đó. Cho nên chỗ này đó mình sẽ làm sao cho đúng không, 1,5 thì mình lấy 2 trừ cho 0,5 thôi đó, là nguyên tắc nó là như vậy rồi đúng không, 2 trừ cho 0,5 mà 0,5 là 1 phần 2 đó. Rồi còn này bỏ đi được nè, sin 6 pi bỏ được được nè, còn là sin của trừ a đó, cos của pi chia a là mình đặt cái dấu trừ ra. À, đặt cái dấu trừ ra để sao phải đặt đặt ra để nó thành với pi trừ a được, hiểu không? Rồi còn này sin ha, mình sẽ tách ra
Nói chung là nó nhiều thứ để nói lắm. Trừ hai bi nè, tách ra, trừ bi nè, để nó bỏ được hai bi. À, tức là trừ bi đứng trước đi, trừ hai bi. Phải làm theo công thức mới nói chịu nha, chứ bạn làm nhanh quá nó chịu đâu. Rồi hai bi bỏ được nè, trừ bi chia hai nè, trừ a nè. Còn sin của trừ a đem dấu trừ ra được không? Là trừ sin a nè. Đó, còn cos dấu trừ là bằng cos a, đúng không? Đó, có trừ a bằng cos a đó, trừ nè, sin nè, bỏ đi hai bi được nè, còn là a trừ bi nè. Đó, k là bằng trừ một, đúng không? Trong trường hợp đó. Ở đây hai dấu trừ đúng không? Mình đặt cái dấu trừ ra ngoài để mình thử nó cái đi. Đó, nó cũng rất là phức tạp luôn á. Chung là nhìn chung là không khó nhưng mà công thức nó hơi bị nhiều. Rồi cái này là cos của bi trừ alpha là bằng trừ cos alpha. Là trừ cos a đó. À, còn sin của bi trừ thì không có công thức này. Mình phải đặt cái dấu trừ ra. Nó mới cho mình được cái công thức là bi trừ a. Đúng không? Ở đây hai cos của trừ là mất mất dấu trừ đi được nè, bi chia hai cộng a nè. Đó. Bi chia hai đúng rồi, bi chia hai cộng cho a. Rồi ở đây sin sin a để lại là trừ cos a trừ dấu trừ đem ra thành dấu cộng sin của bi trừ a. Thì đây mình phải thuộc thêm công thức nữa là gì? Sin của bi cộng a, đúng không? Sin của bi chia hai cos của bi chia hai đó, cộng a và cos của bi chia hai cộng cho a thì nó sẽ bằng là trừ sin a đó, rất là phức tạp đúng không, không có đơn giản tí nào hết. Đây nè, nhân cho trừ sin a này. Còn này cộng sin a này. Trừ cos a này. Và sin của bi trừ a đó học là bằng sin a. Rồi vậy đây trừ hai sin a cộng sin a trừ cos a cộng sin a, vậy đơn giản đi trừ hai sin a mất đó, còn lại trừ cos a. Rồi xong, hiểu không? Phức tạp ha, phải không có đơn giản, là phải phải cứng lắm mới làm được nha. Phải là bị ao liền. Rồi ta đi vào câu 2, xác tính tăng giảm và bị chặn của dãy số UN, biết công thức có số hạng tổng quát là như thế này. Thì chúng ta cũng rất là quen về cái tính, nếu có mấy bạn mới vô thì chưa quen tôi sẽ chỉ cho trong sách luôn để cho bạn nhớ một hai lần thôi. Xét tính tăng giảm và bị chặn ở đây đó, mình muốn xét tính tăng giảm của một dãy số nha. Đây thì cái cách làm nó là như thế nào? Đó. Xét tính tăng giảm này đó, dùng cái lý thuyết này để mình làm. Thì thường chúng ta dùng ví dụ này không, thường ví dụ là chúng ta dùng chia khi gặp cái này, còn không có mẫu á, thì chúng ta dùng hiệu đó, chúng ta ứng dụng cái đó. Nếu nó dương năm á, để kết luận để mình ra được cái dãy số tăng dãy số giảm á, hiểu không? Đấy, cho bạn coi lý thuyết. Rồi vậy dãy UN này, cái gặp này là mình muốn xét tính tăng giảm là mình chia, thường là phải chia. Hiệu cũng đúng nhưng mà chia nó mới hợp lý, như gặp lý thừa là phải chia, còn gặp hiệu lý thừa là thua luôn. Còn cái bài này có thể hiệu cũng đúng mà chia cũng đúng luôn, cái nào đúng hết thì ta mới xét nè. Nó theo như lý thuyết nè, có ví dụ mẫu cho em xem luôn. Đó. Thì nó cũng chia, là thí dụ gì, cái cách lập luận của nó là như thế này, được chưa? À, tức là không cần phải ghi cái câu đầu đâu, tức là ta thấy nếu mình thích thì mình ghi luôn cũng được nè. Ta thấy, ta nhận thấy nha, các số hạng của dãy UN đều là số dương, đúng không? Thay N1 chứ đi á, ta lập tỷ số hai số hạng liên tiếp của dãy là gì? Đó là UN cộng 1 chia cho UN, này là dãy U. UN cộng 1 thì chỗ nào thay N bằng N cộng 1 hết. Đó. Còn UN thì ghi lại cái dãy UN ở trên đó. Thì đây trên tử đúng không? Là 2N cộng 2 cộng 3 là 2N cộng 5. Đó, dưới N cộng 1 2N cộng 3. Đây là 2N cộng 3, N cộng 2. Chia là hình nhân đảo ngược á, tức là 2N cộng 5 chia N cộng 3 là nhân đảo ngược N cộng 2 chia 2N cộng 3. Đó.
Vậy mình sẽ lấy 2n cộng 5 nhân n cộng 2 với n cộng 3 nhân 2n cộng 3, chủ yếu nhân cái tử với cái mẫu ra đúng không, nhân cả hai luôn chứ, nhân cả hai luôn. Rồi 2n bình cộng 4n cộng 5n cộng 10, 2n bình cộng cho 3n cộng 6n cộng cho 9. À, rút gọn, thường là rút gọn đưa về cái mẫu á. Ở đây là 2n bình cộng 9n cộng 10, đây 2n bình cộng 9n cộng 9. Ở đây mình đưa về cái mẫu á, 2n bình này, tắt ra hiểu không? 2n bình cộng 9n cộng 9 cộng thêm 1 có đủ 10 đúng không? Tắt ra cho nó giống cái mẫu. Rồi mình lấy cái tử bên này chia cái tử bên này, n bình là cộng 9n cộng 9. Chia n bình 9n cộng 9. Số 1 là để qua đây, hiểu không? Tức là mình đưa riêng lại gì đó, để chi để này nó bằng 1. Còn thằng bên kia nó bằng là 1 chia 2n bình cộng 9n cộng 9 thì 1 cộng một số luôn luôn lớn không. Đó, với mọi gì? Với mọi n thuộc n sao giống như lý thuyết đó. Được chưa? Đó, với mọi n sao từ đó mình mới suy ra. Đó là un cộng 1 chia cho un nó lớn hơn 1. Đó, với mọi n thuộc n sao thì điều này mình tương đương, mình dục qua un cộng 1 lớn un đúng không? Nhân un là dương hết nhân không có đổi chiều, rồi mà un cộng 1 lớn hơn un theo lý thuyết này là dễ tăng đó, đó nó kết luận đó, vậy dãy số un là dễ tăng đó, vậy un là dãy số tăng. Rồi cái khó là cái phần tiếp theo này, nó kêu mình xét tính tăng, xét 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 tính tăng giảm và bị chặn của dãy số. Bị chặn thì nó có hai loại, chặn trên và chặn dưới đó, một dãy số bị chặn nè đó, cái lý thuyết dãy số bị chặn đây có hết đúng không, quan trọng là phải nắm được cái cách để trình bày thôi đó. Dãy số bị chặn nè, UN bị chặn nếu nó nè, dãy số UN được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại M sao cho UN bé bằng M, dãy số UN là bị chặn dưới nếu tồn tại M sao cho UN lớn bằng M, dãy số UN được gọi bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên thì bị chặn dưới. Và hôm trước là ví dụ mấy này mình biết rồi đó không, nó làm rất là khó hiểu nha. À, thì cái phần bị chặn này nó làm ngắn lắm, nó cho nó ghi kiểu này không bạn không có hiểu được đâu đấy, hiểu chưa, tức là nó có thể xảy ra cho bằng không cho bằng được luôn, thì này dễ nên nó chỉ cho cái mẹo để làm, có chị làm trong lý thuyết này rất là nhiều rồi, trong bài tập rồi đúng không, thì cái giải này đúng không. Đó, cái giải này nè, ta biết cái dãy số của ta là thằng này, bây giờ cái số bị chặn dưới hay là chặn trên mình sẽ cho n bằng một cái thầy, tức là 2n nè, mình đặt là 2x cộng 3 chia cho 2x cộng 2, 2x cộng 3 chia cộng 2 mình dùng phím con, mình chọn giá trị đầu tiên đó là 1 là 5 phần 3, rồi mình chọn cái giá trị tiếp theo mình chọn 10 mũ 9 cho thầy đó, nó ra 1,99 mấy là 2 đó nha, nhưng mà nó không được 2 nha, không bao giờ được 2 thì là nó sẽ bé hơn 2 thôi đúng không, còn cái số 1 đầu tiên đó là 5 phần 3, 5 phần 3 là 1,6 mấy thôi, cho nên cái số đầu tiên là có xảy ra cho bằng, tức là nó lớn không bằng được. Yeah, lớn bằng tức là ta xét nè, ta xét cái này nè đó, làm sao mình biết được cái đó đúng không, thì cái đó mới là hay đó. UN nó là chỉ tuyệt chiêu chứ nó giải mình không có hiểu đâu, được chưa. Cái số đầu tiên biết tại sao ra 5 bằng 3 đúng không, đó mình trừ cho 5 bằng 3 cho này để mình chứng minh nó lớn bằng không, còn cái số 5 bằng 3 đó là nhập giá trị bên n bằng 1 vô đó, n cộng 3. Tôi không biết trên trường mà có dạy giống gì không nha. Rồi à, mình quy đồng lên mẫu chung phải là 3 nhân n cộng 2 này nhân cho 3 đúng không, 2n cộng 3 này nhân cho n cộng 2 này. Đó, mẫu chung là 3 nhân n cộng 2. Chắc chắn là chứng minh này lớn bằng 0 đó. Đó, 3 nhân 2 là 6, n cộng 9 trừ 5n trừ 10 chia 3n cộng 2. Đó là bằng 6n trừ 5n 10, n trừ cho 1, 9 trừ 10 trừ 1. Đó, thấy chưa? Mình hiểu này, n lớn bằng 1, vậy n trừ 1 lớn bằng 0. Còn này dương chắc rồi, cho nên cái tử lớn bằng 0, cái mẫu dương cho nên lớn bằng 0. Đó, với mọi n cái n sao. Được chưa? Đó, tức là nè, nó lớn bằng m nhỏ này đúng không? Đó, còn giờ bé bằng bé này là xảy ra cho bé thôi chứ không thể xảy ra cho bằng được nha. Tức là mình xét UN đó, mình trừ cho 1,9 là trừ cho 2 đó nha. Chắc chắn hồi nó bé hơn không chứ nó không bằng không được. N cộng 3 này, N cộng 2 này đó, trừ cho 2. Quy đồng lên, mẫu chung là N cộng 2. N cộng 3 trừ 2 N cộng 2 chia N cộng 2. Rồi 2N cộng 3 là trừ 2N trừ 4 này, chia N cộng 2. 2N trừ 2N hết, 1 3 trừ 4 là trừ gì? 3 trừ 4 là trừ 1. Chia n cộng 2 đó, trừ 1 là số âm, đúng không? N cộng 2 là số dương, chia nhau là bé không? Đó, với mọi n, n sao?
Đấy chưa? Đó, từ đó. Thế này đúng ra mình phải suy ra này. Suy ra đó, UN lớn trừ 5 phần 3 lớn bằng 0 đúng không? 5 phần 3 lớn bằng 0. Ừ. Cái mọi n thuộc n sao? 2 tương đương với UN đi. Đó, nó lớn bằng lớn bằng 5 phần 3. À, với mọi n thuộc n sao? Còn chỗ này á, từ đó mình cũng suy ra. Đó, là gì? UN trừ 2. À, nó bé không thôi, chứ không có dấu bằng xảy ra nha. Tương đương với UN bé 2. Cái mọi n thuộc n sao? Đặt này là số 2, còn đặt này là số 1. Đó, để mình kẹp giữa, được chưa? Từ 1 và 2. Suy ra, đó, nó lớn bằng 5 phần 3. UN lớn bằng 3, nhưng mà nó bé hơn 2 à. Không có dấu bằng đúng không? Mặc dù trong công thức nó có dấu bằng nè. Lớn bằng thì nó ghi chung, mà dấu bé hơn vẫn được, đúng không? Đó, trong quá trình mình làm ví dụ mình cũng thấy ha. Rồi, vậy với mọi n thì dãy số này sẽ bị chặn, được chưa? Đó. Với mọi n thuộc n sao? Rồi, nếu nó không bị chặn trên, không bị chặn dưới thì không bị chặn, còn nó bị chặn dưới mà không bị chặn trên thì mình kết luận là bị chặn dưới không bị chặn trên, hoặc là bị chặn trên không bị chặn dưới, còn này nó bị chặn luôn cả hai đầu gì bị chặn. Vậy dãy số đại dãy số UN bị chặn. À, hiểu không? Đó theo lý thuyết nè. Đó dãy số bị chặn nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, nghĩa là tồn tại hai cái số m lớn và m nhỏ đó để thông án điều này. Đó là theo lý thuyết. À, xong. Dễ không? Mấy bạn mà học lý thuyết này thì rành rồi đúng không? Dễ rồi, không khó. Nhưng có mấy bạn nào mới thì không hiểu thì bây giờ mình coi là mình sẽ nắm từ từ nha. Lấy lại kiến thức thôi. Rồi ta đi vào cái câu B. Người ta trồng 400 cây trong một vườn hình tam giác như sau. Hàng thứ nhất trồng một cây. À, kể từ hàng thứ hai trở đi mỗi hàng trồng thêm 2 cây so với hàng liền trước. Hãy tìm số hàng trồng được trong khu vườn đó. Dễ ờ. Đúng không? Nè, người ta trồng 400 cây đúng không? Hàng thứ nhất á, trồng một cây. Kể từ hàng thứ hai trở đi thì mỗi hàng trồng nhiều thêm 2 cây so với hàng liền trước. Tức là số hàng cây lập thành cấp số cộng u cấp số cộng hữu hạn. Cấp số cộng có thể hữu hạn hay vô hạn đúng không? Hữu hạn UN. À, cấp số hạng hữu hạn UN với số hạng đầu là U1 đúng không? Là bằng 1 cây. À, công sai là mỗi hạng tăng thêm 2 cây từ hạng 2 trở đi, công sai D bằng 2. Và số hạng thứ N là số hàng cây lập thành cấp số cộng hữu hạn với N số hạng, cấp số cộng hữu hạn gồm N số hạng, gồm N số hạng với số hạng đầu là U1, công sai là D bằng 2 và 400 cây đúng không? Đây là tổng đó, và số 400 cây. Đó. Với công sai D bằng 2. Thì theo đề bài ta có đó, đề bài ta có đó là S, người ta trồng 400 cây khu vườn và UN là bằng 400 cây đúng không? Và SN 400 cây. Thôi, mình ghi vậy đi. Đó, T bằng 2 được rồi. Sau đó nè, người ta trồng 400 cây khu vườn, tức là tổng á. Theo đề bài đã có U1 đúng không? U1 cộng U2 cộng chấm 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 cộng UN là 400. Thì cái này tương đương với SN cộng 400. SN mình hiểu công thức rồi. N theo lý thuyết nè. Đó, là ghi cho nó nhanh. N chỉ N nhân U1 cộng 2. U1 cộng 2 U1 cộng N trừ 1 nhân D chia cho 2 đó. Để cho nó nhanh thì khỏi phải đánh máy lại. Nè, cấp số cộng nha. Đó, nó có công thức tổng luôn để mình dùng cho nó nhanh. Đây. Dùng công thức nào cũng được. Công thức là sách giáo khoa là được dùng hết. Không có cần phải phân biệt lúc nào. Để dùng SN đúng không? Dùng thức dưới đó. N này, nhân 2U1 cộng N trừ 1 nhân cho D chia cho 2 bằng 400. Rồi mình quăng qua chia nè. N là N. 2U1 là nhân 1 cộng N trừ 1 nhân D là 2 chia cho 2 bằng 400. Nhân qua N là 2 nè cộng 2N trừ 2 bằng 800. Vậy đây đơn giản 2 đúng không? 2 giờ 2 mất. N giờ 2 là 2N bình bằng 800. Vậy N bình bằng 400.
mà n là số nguyên, n cho bằng căn 400 là 20, đúng không? Rồi vậy bao nhiêu hàng cây? Vậy a trong khu vườn, số hàng cây trong khu vườn, có 20 hàng cây, xong hiểu không? Chứ không ngồi mà vẽ ra mà đếm là chết luôn nha. Cái này phải ứng dụng cấp số cộng á. Rồi ta sẽ đi vào bài số 3. Bài hình là một cái bài mà thường là cắt điểm, nhưng mà bài này mới bài hình cắt điểm là bài cắt điểm là bài số 5. Còn bài hình là cũng bình thường, tôi cũng biết khó dễ, nhưng mà tôi nghĩ là bài cắt điểm là bài số 5 chứ không phải là bài hình, bởi vì bài đó nằm trong mấy cái đề thi học sinh giỏi á, phải đi chuyên thì mới gặp thôi. Còn bình thường các bạn không có gặp được mấy cái hình như vậy đâu, mấy cái dạng dãy số chia hồi mà phức tạp như vậy đâu. Thì thầy từng thi Olympic quốc gia là thầy rất là rành mấy cái đó. Nói chung là kỹ năng thầy có rất là nhiều, không phải ai cũng cũng có được kỹ năng như vậy đâu, thật sự là như thế. Có kinh nghiệm thì dạy mấy em mới giỏi được, còn còn người mà không có kinh nghiệm có dạy cũng khó mà giỏi được thật sự á. Nó giỏi thì nó giỏi ở mức độ nào đó thôi, chứ không thể nào mà đạt tới cái đỉnh được. Cho nên thầy giỏi thì trò mới giỏi được ha. Thầy mà không giỏi thì trò có giỏi cũng không giỏi được. Đây. Rồi cho hình chóp SBCD có đáy BCD là hình thành. Rồi G1 và G2 lần lượt là trọng tâm SAB và SAB và SAD. Rồi G1 trọng tâm SAB và SAD. Ở mình dùng trọng tâm là giao điểm của ba đường trung tuyến, đúng chưa? Đó, thường thì vẽ ba đường, có nhiều giáo viên người ta lấy chỉ một đường, cái người ta lấy 2/3, không nên nha, làm như vậy rất là phức tạp, nó có làm cho mình khó đấy. Những điều mà mấy bạn nên học theo cái cách của thầy để thầy xóa cái này, tự nhiên nó bị treo lâu lâu, nó treo nó không cho mình, chung là không biết đường đâu nói nữa. Máy móc mà người mà còn bị hư cái đường nói chi máy, đúng không? Ủa, này nha. Người mà lâu lâu còn bệnh hoạn tối ngày nữa mai à, à đưa vô rồi chia sẻ quên xe à. À, trong quá trình giảng mà lỡ như cái nào mà bị gián đoạn cái gì thì mấy bạn cứ báo thầy nha, nhiều khi thầy không có thấy cứ nhắn lên. Rồi G là trọng tâm tam giác SAB đúng không? G1 SAB còn G2 là SAD. Mấy này dễ gì chứ lâu lắm nha mấy bạn, không có dễ đâu. Đấy. Tốc lực. Mấy người mà trẻ đó thì tin học nó rành, còn như mấy thầy mà già già là người ta không có thích dạy máy tính. Nó không phải là không thích mà thật ra là người ta nói chung nói ra là vậy, người ta không có biết để dạy đó. Soạn mấy này là trên máy trực tiếp khó lắm. Rồi SAD, M là trên M trên cạnh BC, cho MB bằng 2MC. MB mà bằng M nó nằm trên cạnh BC nha, đây nè. MB mà nó bằng 2MC. Đó, như vậy mình chia thành ba đoạn đúng không? Mà đố em làm sao chia cho nó chính xác nhất mà nó không bị sai, là mình phải lấy ra trọng tâm của nó đó nó mới chính xác. Nhưng mà thôi đây thầy làm cho nó nhanh, thì chia làm ba phần, chia kiểu này thì thủ công cho nó nhanh, chứ lấy trọng tâm kẻ song song nữa nó lâu lắm, hết giờ luôn. Đó, là chia thủ công thì tương đối cũng là gần như là chính xác, chứ thật ra cũng không chính xác lắm, nhưng mà được, được phép trong giấy mình cũng được làm gì luôn. MB nó bằng 2 lần MC đúng không, vì M nó sẽ nằm ở cái phần chiếm 2 phần đúng không, M là chiếm 2, MB chiếm 2 đơn vị, MC chiếm 1 đơn vị đó. Rồi xác định giao tuyến của S, G1 và 2 và ABCD. S, G1 và 2 đây đó, và ABCD. Bài này quá dễ rồi, không khó ha. Rồi câu này đúng không, tìm nè, mình thấy S nè, G1 nè, G2 đó, phải vẽ cái hình giống như thầy mới dễ. Còn ABCD nè,
thì chúng ta nhìn trên cái chữ cái là không thấy có điểm chung nào hết, nhưng mà có hai điểm chung, được chưa? Mình coi cái tiếp theo nó có cái chữ gì chưa, cái xuất hiện chữ gì, chọn chữ đó đi, chữ e chữ f được nè, không điểm chung thứ nhất nằm chỗ e chỗ này nè, điểm chung thứ hai f chỗ này nè. Đó hai chỗ đó tại sao điểm chung, hiểu ha? Đó, e nó thuộc sg1 đúng không, đấy, còn f nó thuộc sg2 đó, mà e nó là trung điểm bc, f nó là trung điểm ad, rồi nó cũng thuộc abcd rồi là xong. Đó, đơn giản hiểu ha, e nằm đây là trung điểm, mình gọi theo bảng chữ cái đó, mình cứ dò theo bảng chữ cái mà nó trùng chữ nào mình né vậy đó qua là được. Thầy thường thầy thích làm vậy đó. Đó, vậy giao tuyến của nó chính là EF, đường thẳng EF, nhưng mà trong hình học này nó đường thẳng nó không cần vẽ lố qua hai điểm như bạn vẽ gì được rồi, nhưng mà đúng theo hình học đó, là đường thẳng mà đi qua hai điểm là phải vẽ lố qua, còn vẽ gì là đoạn thẳng, nhưng mà lớp 11 mới cho phép vẽ vậy, nhưng mà trong đúng theo chuẩn của sách giáo khoa là phải vẽ đi qua lỗ hai điểm đấy. Có những cái là mình cũng phải nói cho học sinh nó hiểu rồi, vậy được chưa? Đấy, như vậy nè, ta gọi nè E F lần lượt là gì, lần lượt là trung điểm của AB với AD đó. Thì ta có nè, xét cái tam giác là gì, đầu tiên mình chứng minh nó thuộc, nó muốn giao tiếp với hàng nào thì hàng đó mình phải ưu tiên cái hàng đứng đầu là thuộc nó trước, EF thuộc nó trước, đúng không? Nhưng mà để làm cho nó chuẩn là gì đây, coi cách trình bày đây, thì ta có xét cái tam giác là gì, SAB có đó là G1 là trọng tâm và SE là đường trung tuyến, nên G1 sẽ thuộc vào SE mà SE nó mới chứa trong, hiểu không? Đó, SE E thì E nó thuộc G1 đầu tiên đó. EF lần lượt là được trung tuyến thì ta có là gì, đúng rồi, G1 nè thuộc SE, mà SE nó mới SE đúng không, G1 thuộc SE, 2 2 E thuộc SG1 đó, SG1 nó mới chứa trong, thì ba điểm này thẳng hàng thì này thuộc kia đó, mình đảo lại cho nó dễ, hiểu không? Đó cho nên hiểu không? Đây này, mình hai thằng này thuộc này đúng không, chứa trong SG1 của hai có chữ SG1 đó, cho nên CDE thuộc SG1 SG1 của hai rồi, hiểu này ha? Đó. Rồi tiếp theo cũng xét cái tam giác đó, S gì, SAD không có đó, G2 là trọng tâm là giả thiết cho đó, và SF là đường trung tuyến, nên đường trung tuyến nha, nên G2 nó sẽ thuộc vô gì, thuộc SF đúng rồi, 2F thuộc SG2, SG2 mới chứa trong G1 G2 cho nên SF mới thuộc SG2 đó. Rồi đó, hiểu không, ta có đó. Ghi chung là cái đi ha, E thuộc SG1 G2 đó. F thuộc SG1 G2 thì F sẽ thuộc giao điểm, F sẽ thuộc giao tuyến của hai mặt đó, đó F sẽ thuộc giao tuyến, F sẽ là cái này nè, SAD nha, SAD, sorry, G2 nè là đường trung trọng tuyến, và G2 nó sẽ thuộc tam giác là sẽ thuộc là G2 sẽ thuộc SF đúng không? Mà SF 2 F sẽ thuộc F SG2. Đây nè, bạn hiểu không? E nó sẽ thuộc S G nó G cái kia G1 sẽ thuộc SE, hay là E nó sẽ thuộc SG1, SG1 mới chứa SG1 G2, E thuộc SG2. Bây giờ mình phải chứng minh là F đúng không, F nó cũng thuộc vào SAD, S thuộc SG2 chứ, đúng 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 rồi, vậy đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, vậy 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 SG2 đúng không, rồi F thuộc SG1 G2 cho nên thuộc EF, EF đều thuộc SG1 G2 đúng rồi, ok để được, để gì được rồi, EF thuộc SG1 G2 rồi, EF cũng thuộc ABCD rồi, ok đã có ở đây
Đầu tiên E chứ nha, ta có E là trung điểm của AB. Nên E sẽ thuộc AB mà AB mới chứa trong ABCD. Nên E nó thuộc ABCD. Rồi. Tương tự F, đúng không? F. Gấp quá nhiều khi làm cái gì mà nhanh nhanh đấy bạn, nó cũng không có được tốt lắm. F là trung điểm của AD nên F nó thuộc AD mà AD mới chứa trong ABCD. Đúng không? Cho nên F nó thuộc ABCD. Rồi thì chúng ta mới đi để gì nè, ta có nè. Nếu mà làm theo từ từ ở nha là E thuộc SG1 G2. Đó, E cũng thuộc ABCD thì mình mới móc lại. Mình mới suy ra. Đúng không? Đó, E nó mới thuộc giao tuyến của hàng này. Đó. Rồi, móc lại này. Được chưa? Đó. Làm từ từ, tất nhiên là có nhiều người làm rất là nhanh cái điều đó, ai cũng thầy cũng biết chứ không ai không biết. Rồi F này cũng thuộc, F cũng thuộc, F thuộc đó. Rồi mình ghi thêm, chịu khó ghi thêm dòng. Đó. E thuộc chứng minh trên, hiểu không? Đó ghi chữ chứng minh trên chứ bây giờ khỏi ghi nha. F thuộc. Đó. Thì từ đó mình phải suy ra giao tuyến của hàng này chính là EF. Hiểu không? Rồi, là xong. Câu A. Bây giờ ta đi vào câu B. Nhiều khi câu B nó còn dễ hơn câu A thật sự, nhưng mà nó dễ hơn thì thường thôi chứ ít thôi chứ thường là câu B sẽ khó hơn. Rồi chứng minh song song mình sẽ dùng bao nhiêu kiến thức để chứng minh song song bạn biết không? Song song nó có rất là nhiều kiến thức đúng không? Mình sẽ dùng đường trung bình được nè, sử dụng định lý Thales đảo nè, hiểu không? Và sử dụng những cái tính chất của tứ giác đặc biệt hình bình hành rồi đó. Thì trong trường hợp này mình sẽ dùng cái nào để chứng minh được G1 song song, G1, G2 nó song song được với BD. Quá dễ đúng không? Cái này quen, quá quen. Quá đơn giản. Câu này khá là đơn giản. Đó làm. Đây. Thì chúng ta dùng ba đường thẳng song song. Nha. Đây là muốn chứng minh G1, G2 song BD. Thì ta thấy BD nó song song với EF, đường trung bình. F là đường trung bình tam giác BCD đúng không? Mà G1 và G2 dùng định lý Thales đảo. Tức là SG1 chia SE là 2 bằng 3, trọng tâm mà. SG2 chia SF bằng 2 bằng 3. Vậy theo định lý Thales đảo là G1, G2 song song EF. Mà EF là đường trung bình tam giác ABD cho nên song song BD. Vậy bắt cầu qua tính chất ba đường thẳng song song. Vậy G1 và G2 sẽ song BD. Rồi xong. Dễ quá dễ. Đúng không? Câu này là mình gặp rồi. Mấy cái đề trước gặp rồi. Cho nên câu này là chẳng qua là chúng ta sẽ chứng minh lại thôi. Chưa? Không có gì mới. Rồi, ta có nè. G1 là ta xét cái tam giác nha. Xét cái tam giác. SAB. SAB có G1 là trọng tâm. Và SE là đường trung tuyến. Đường trung tuyến. Nên SG1 chia cho SE theo tính chất trọng tâm. Nếu mà đúng theo lớp 7 là gì nè, SG1 bằng 2 phần 3 SE. Đó ghi gì mới chuẩn đó. Mình chia số SG1 thì cho SE nó bằng 2 phần 3. Rồi, để đó ha. Nãy giờ có đặt số mấy chưa? Nãy giờ chưa chưa đúng không? Đây chưa đúng không? Rồi, chưa. Chưa thì đặt cái số 1 đi để hồi bắt cầu qua mình cho nó bằng nhau. Đó, bây giờ mình cũng xét tam giác là SAD có. Đó, G2 là trọng tâm. Là trọng tâm và SF là đường trung tuyến nên SG2 nó bằng 2 phần 3 SF 2 chia số SG2 chia cho SF bằng 2 phần 3 đó mình đặt số 2 rồi từ 1 và 2 bắt đầu qua suy ra SG1 chia cho SE bằng SG2 chia cho SF đó cùng bằng 2 phần 3 là mình mới dùng kiến thức năm lớp lớp 8 xét cái tam giác S F E F có đó cái điều này xảy ra không cần ghi bằng 2 phần 3 nha tại bắt đầu thôi đó, mình sẽ suy ra được là G1 G2 đó, song song với EF theo nội dung của định lý Thales đảo
let's đảo vậy mình dùng tính chất ba đường thẳng song song đó không? Đặt này là số 3 đi. Giờ mình xét cái tam giác là gì? ABD có EF lần lượt là trung điểm của AB, AD, cho nên mình suy ra EF là đường trung bình của tam giác ABD, cho nên suy ra EF song song với BD, số 4. Rồi từ 3 giờ 4 mình dùng tính chất ba đường thẳng song song trong không gian cũng vẫn đúng luôn. Để suy ra đó là G1, G2 đó, song song với gì? G1, G2 song song với EF và song song với BD. 2 G1, G2 song song với BD thôi. Đó, mình xong. Câu B dễ ha. Bây giờ ta sẽ đi vào câu C. Câu C như nào? Xác định giao điểm K của một phẳng MG1, G2. MG1, G2 nói này lại. Nó hơi bị trùng nhau đúng không? Chuyện nó bình thường mà. Bây giờ mình muốn không trùng thì chỉ có cách là mình phải dời nó ra gì. Dời ra gì thì nó cũng không đáng kể nhiều, thôi để đại vậy đi. Tôi cho cái đường này hiểu MG1, G2 nè. Nhìn nha, nhiều khi nó trùng với nhau bình thường nha, bạn phải tịnh dưỡng nha, tức là SE nó bị trùng với MG1 đó. Rồi xác định giao điểm K của MG1, G2 và đường thẳng AD. AD đây. MG1, G2 đây. Hàng này. Đúng không? Rồi, xác định giao giao cái MG1, G2 này cho màu 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 xanh đi. Cho màu xanh thì khó nhìn hơn nữa. Rồi, kệ cho màu xanh đi, còn này để cho là màu màu đỏ đi. Rồi, nó hơi mỏng đúng không? Đó, muốn xác định giao điểm đúng không? Thì chắc chắn bạn hiểu rồi. Trong MG1, G2 này nè, với AD nè. Trong MG1, G2 phải chọn ra được một điểm. Đúng không? Và điểm đó nó kết hợp với AD, nó cùng nằm trong một phẳng. Đó, mặt phẳng đó thì sẽ có một cái cạnh giao với một cạnh của cái mặt MG1, G2 này. Đấy, phải chọn ra được một điểm. Đấy, về điểm đó nằm ở đâu? Cái đó mới là cái khó đấy. Nha. Đó. Thấy chưa? Cái đó mới là cái khó đấy. Chắc em không hiểu đâu, đúng không? Thầy làm luôn cho nhanh nha. Cái điểm đó chính là điểm M đó. Tại sao điểm M? Bởi vì điểm M với AD nè, nó kết hợp lại thì thay vì mình ghi cái mặt là MAD, nhưng mà thật ra mặt MAD chính là mặt ABCD đó. Được chưa? ABCD đó. MAD chính là mặt ABCD. Hiểu ha? Thì trong mặt ABCD này nè, thì mình đã học tính chất là trong một mặt phẳng. Nếu mình lấy một cái đường nó liên quan đến câu B nha, cho nên nãy không không học là thua. Nếu mình lấy một điểm nằm trong một cái mặt này và mình dựng song song với một cái đường trong cái mặt này thì nó sẽ nằm trong mặt này. Được chưa? Tức là ta sẽ dựng song song với hàng G1, G2, mà song song G1, G2 chính là song song với BD. Để gì? Vì trong cái mặt này mà dựng từ M mà dựng song song với B nó sẽ cắt AD. Và cái đường đó nó sẽ thuộc G1, G2. Thuộc mặt phẳng MG1, G2. Đó, hay hay chỗ đó đó. Được chưa? Dựng song song đây nè. À, chỗ này là chỗ quyết định nè. À, chỗ này màu hồng. Này nói như này là kéo này ra. Kéo này. Đó, nó sẽ cắt AD. Chỗ này song song. Đấy, chỗ này thì ra ngoài đây là nét liền. Đó. Ở trong là nét đứt nhưng mà khi ra ngoài là nét liền. Đây chính là chữ E, chữ K. Thấy chưa? Đấy, K. Đấy. Giao điểm đó chính là chữ K. Hay không? À, là mình phải chứng minh nha. Đó, K chỗ đó đó.
Tức là mình sẽ chứng minh được cái nè MK này nè, nó song song với G1 G2. Được chưa? Song song G1 G2 đó, MK song song với 1 2. Hiểu ha? MK song song với G1 G2. Nhưng mà từ một điểm trong mặt phẳng ta dựng một đường song song mặt đó thì nó sẽ nằm trong cái mặt đó. Mấy em nhớ anh chắc đó đúng không? Mình đã học rồi nha. Đó, tôi cho coi lại nè. Song song. Nhiều khi lâu quá mấy bạn quên chứ không gì chứ. Đấy, tức là nó có cái sự song song. Mặt phẳng. Đường thẳng và mặt phẳng song song. Tức là có một cái tính chất nha. Để mình dùng. À, tức là gì? Nếu đường thẳng A không nằm trong khoảng B và song song một khoảng B nằm trong khoảng thì nó song song khoảng B, không phải cái này. Cho đường thẳng A song song B, khoảng B cắt giao tuyến không phải này. Đường thẳng A nằm B, nếu một điểm M thuộc khoảng B. Nè nè, hệ quả một nè. Thì chú ý nè. Cho đường thẳng A nè, thấy chưa? Song song với mặt phẳng B. Đó. Nếu qua điểm M thuộc B nè, điểm M là thuộc mặt phẳng B. À, vẽ được đường thẳng B song song với đường thẳng A thì B phải nằm trong B đó, dùng cái hệ quả này nha. Đó, tức là mình đã có làm rồi trong quá khứ rồi nhưng mà nhiều khi mình quên đó, được chưa? Nên trước là cho cái hình luôn chứ cho cái hệ quả mà không cho cái hình luôn là không có hiểu. Đấy. Được chưa? Đó, dùng cái này để làm. Đó, nó rất là rõ ràng nhưng mà nhiều khi mình không không hiểu được cái phương pháp là không có làm được đâu. Tức là nó đòi hỏi phải có cái kỹ năng lý thuyết nữa, nếu lý thuyết mới làm được ha. Như vậy nè, cái mặt phẳng G, M, G1, cộng 2 đúng không? Nếu mà một cái M nó thuộc mặt phẳng M, G1, cộng 2, ta dựng một cái đường thẳng song song với, à, ta dựng đường thẳng nè, MK song song với BD, thì nó sẽ cắt AD đó, hiểu chưa? Đó. Thì mà MK này song song BD mà BD nó lại song song với G1 G2 cho nên MK này sẽ song song với G1 mặt phẳng này cho nên nó sẽ nằm trong đó. Đó và chính vì nó nằm trong đó thì K nó mới thuộc đó. Rất là hay nha. Tức là bây giờ mình sẽ tìm điểm K trước này, mình trong cái mặt phẳng này ABCD này. Đó mình gọi K là giao điểm, mình kẻ nè. Nè. Kẻ cái đường thẳng. À chú ý nè, đúng ra cái này mình người người thông minh đúng không? Người ta sẽ thôi khỏi nói gì luôn cho nó nhanh. Tức là trong mặt phẳng ABCD ở mặt đáy á, hiểu không? Đó, ABCD thì M nó sẽ nằm trong đó rồi, ta có là M nè, M là thuộc đúng không? M thuộc là gì? Thuộc đề cho M thuộc BC mà BC nó mới chứa trong mặt phẳng ABCD. Đó, chứa trong mặt phẳng ABCD cho nên suy ra M nó mới thuộc mặt phẳng ABCD. Thì mình từ cái điểm M nằm trong mặt phẳng á, trong mặt phẳng ABCD thì hiển nhiên BC cũng chứa trong đó là bởi vì BC nó có hai BD nó có trong đó trong mặt phẳng ABCD ha, ta ta kẻ kẻ cái đường thẳng MK cả đường thẳng ha đi qua M và song 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 nha đi qua M và song song với việc BD cắt AD tại K đó tại vì trong một mặt phẳng thì mình cứ kẻ một cái đường thẳng đi qua một điểm nằm trong đó thôi, hiểu không? Thì nó song song với thằng kia thì nó cắt cái hàng còn lại thôi, bình thường, hiểu không? Đó, tức là trong mặt phẳng ABCD ta kẻ đường thẳng đi qua M đó. Đó. Và song song với BD thì nó sẽ cắt cái cạnh AD tại K. Đấy, hiểu ha? Rồi ta sẽ chứng minh nè, MK này nó nằm trong mặt phẳng MG1 G2. Muốn chứng minh được thì phải chứng minh MK song song với M nó phải thuộc MG1 G2 và MK nó phải song song với một đường trong này thì ta dùng tính chất bắc cầu là ra nha. Đó ta dùng tính chất bắc cầu. Tức là ta có MK nè, song song với BD là do ta kẻ đó. Còn BD nó song song với G1 G2. Đúng không? Song song với G1 G2 là nãy chứng minh trên đó. G1 G2 đó, song song với BD mình ghi BD trước cũng được, đó là cái câu mới chứng minh nãy trên đó. Đúng không? Từ đó mình mới suy ra dùng thực chất của ba đường thẳng song song. Đấy, ba đường thẳng này không cần nằm trong một mặt cũng được nha, song song. Đó, nằm mặt thì được, còn không nằm trong một mặt nhấn đúng, hiểu chưa? Đó, tức là MK này nó sẽ song song với hàng G1, G2. Đó, rồi, hiểu ha? Song song với MG1, G2. Đó, thì chúng ta có được cái điều kiện đó, đúng không? Mà cái đường thẳng G1, G2 này nè, nó mới chứa trong cái mặt phẳng là gì? Tức là
mình phải chứng minh là MK này song song với, đúng không? MK này nè, đó nó song song với, tức là từ một điểm nằm trong một mặt phẳng đây nè, cho đường thẳng A nha, cho đường thẳng A đó song song với mặt phẳng B, thì mặt phẳng B này đó lúc này mình chọn đó, song song với mặt phẳng B rồi, song song hoặc trùng vẫn được luôn, tức là ở đây nó song song những trùng vẫn được. Từ một điểm nằm trong một phẳng dựng một đường thẳng G1 G2 đó, từ một điểm nằm trong một phẳng ha, là ta dựng một cái đường thẳng đi qua một cái điểm đó nằm trong phẳng đó song song với một cái mặt G1 G2 MG1 G2 thì nó sẽ song song. Cái này dùng cái này hay dùng cái hai mặt phẳng, là coi coi cái này thì mình nó đang nằm trên luôn chứ nó không phải là song song nữa, đúng không? Cái MK nè nha, có thể gọi đó trong phẳng đó MK đấy, MK song song, ta có MK song song với G1 G2 từ một điểm nằm trong một mặt phẳng kẻ một cái đường thẳng song song với một đường thẳng nằm trong một phẳng đó, thì nó vẫn nằm trong một phẳng đó, nó cũng có tính chất đó, nhưng mà để coi coi đây nó có không. Ồ tức là bây giờ mình biết K rồi đúng không, bây giờ thể là chứng minh cách khác rồi, cách này thì nó bị trùng luôn chứ không cần không xong, nó không có giống với định lý nữa. Đúng ra định lý này nó phải nói gì nè, nếu điểm M nằm trong, hệ quả này nói là điểm M nằm trong một phẳng B và vẽ một đường thẳng B đi qua M song song với A đó, A song song một B hoặc A nằm trong B cũng được luôn, A song song B mình cho A nằm trong B vẫn được luôn, nhưng mà này nó không có chữ đó cho nên nếu dùng cái đó thì nó thiếu, bạn hiểu không? Đấy cho nên nè tôi sẽ cố gắng tìm để cho nó giao điểm đó, nó thuộc cả hai mặt phẳng nha. Thì tôi có MK giao này đúng không, rồi vậy là K nó thuộc AD rồi đó, giờ chỉ cần chứng minh K thuộc MG1 G2 là xong đúng không, rồi ta có là MK song song với BD mà BD song song với G1 G2 cho nên MK song song G1 G2 cho nên đúng rồi nó đồng phẳng rồi, dễ quá rồi làm gì nó nhanh ha. Rồi chúng ta hiểu là hai hai cái này là nó song song với nhau đúng không, đó cho nên suy ra 4 điểm MK đúng không, hai tức là sao, hai đường thẳng song song thì luôn luôn tạo ra một mặt phẳng duy nhất đúng không, theo như lý thuyết đó G1 G2 đồng phẳng đó, đồng phẳng nha, mà đồng phẳng thì suy ra là cùng thuộc một mặt phẳng đó, đồng phẳng nhưng mà trong toán nó không có nói nó cùng thuộc một mặt phẳng, nó nói chỉ đồng phẳng mà, hiểu không? Thì suy ra K nó sẽ thuộc vào cái mặt phẳng MG1 G2 rồi nha, đồng phẳng nha, tức là hai đường thẳng cắt nhau hoặc hai thẳng song song thì luôn luôn tạo ra một phẳng nhất, cái đó mình biết rồi, hoặc là một điểm với một đường thẳng không nằm trong không chứa điểm đó thì nó luôn luôn tạo ra, trong lý thuyết mình có cái điều đó được chưa. Rồi vậy ta có K đó, rồi coi như xong rồi đó, vậy ta có bài này dễ nha, không cần dùng cái hệ quả là làm gì cho nó phức tạp, tại thầy ấy nó hơi phức tạp đấy. Rồi đã có K này thuộc AD, hiểu nhiêu, tại vì nó là giao điểm nè, K là giao điểm của BD với AD thì K nó thuộc AD đó, và K cũng thuộc vô cái mặt này luôn đó, vậy K chính là gì, giao điểm đó, hiểu không, K chính là giao điểm của AD đó, để yêu cầu giao điểm của mặt phẳng này và đường thẳng AD, tức là mặt phẳng này giao với AD hoặc là AD giao mặt phẳng, nó cũng vậy thôi bạn ơi, đúng không? Rồi giao với mặt phẳng này chính là K, thường ta nói đường giao với mặt, ít ai nói mặt giao với đường, nhưng mà mặt giao với đường, đường với mặt thì cũng vậy thôi, mà tại vì thường ta lấy cái nhỏ giao với cái lớn. Rồi xong câu này ha, bây giờ ta sẽ đi vào câu tiếp theo. Đấy. Bài này đó, một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng ô có ly độ có ly độ dao động s cm, tính theo cm nha, s cm, và thời điểm t giây xác định với công thức, đây là hàm số sin, đồ thị nó là hình sin đúng không,
Đó, A có omega sin omega t cộng phi giống như bình lý này, y bình lý gì nữa. Trong 100 giây đầu tiên, tức là từ 0 cho đến 100 á, thì có bao nhiêu thời điểm và có ly độ như này. Dễ ẹt, bài này dễ hơn mấy bài trước rất là nhiều ha. Rồi, được chưa? Và có ly độ bao nhiêu đó thì chúng ta xét nè. Đó, đúng không? Tức là trong 100 giây đầu tiên á, chúng ta xét cái S, khi khi S nè, ta xét xét cái S, thời có bao nhiêu thời điểm S bằng như đây. Đó là ta có đi, ta có nè, ta có. S bằng trừ 2 căn 3 cm, hiểu không? Khi và chỉ khi, khi và chỉ khi tương đương nha, S của mình đó là 4 sin 2t trừ bi chia 3 bằng trừ 2 căn 3. Mình bỏ đơn vị đi nha, trong quá trình mình làm bỏ đơn vị. Đó, hồi mình nhớ điều kiện là t từ 0 đến 100 nha. Đó là mình giải ra, mình chia qua. Đó, mình chia qua thì này chia cho 4 là rút gọn, còn là trừ căn 3 chia 2. Đó, mà trừ căn 3 chia 2 đó là bằng trừ, mình bấm shift sin của căn 3 chia 2. Đó, được chưa? Shift sin này, đó của căn 3 chia 2. Nó sẽ ra là 60, mình chỉnh chế độ ra radian nha. 2 2 đó là pi chia 3. Đó, tại đây radian mà, đúng không? Sin của pi chia 3. Đặt dấu trừ vô được, sin đưa dấu trừ ra khỏi kiến thức nha. Giờ này kiến thức lâu lắm, cái đó là hiểu quá. Mình cho sin bằng sin khỏi nha, sin u bằng sin v đó. Thì u AT nè bằng v cộng k 2 pi, đúng không? K thuộc z. Hoặc u bằng pi trừ v đó, cộng k 2 pi k thuộc z đó. Rồi mình giải này ra, hai cái này giải ra đó. Thì cái này là trừ pi chia 3, là chuyển qua cộng pi chia 3 với trừ pi chia 3 là mất. Rồi mình chia hai số thì là còn là k pi, tức là t bằng k pi, đúng không? Còn chỗ này pi trừ với trừ pi chia 3 là 4 pi chia 3, 4 chia 3 chuyển pi chia 3 qua là 5 pi chia 3, hiểu không? Chuyển qua là 5 pi chia 3. À, 5 pi chia 3. Đồng ý không? Nè, pi trừ trừ pi là cộng pi chia 3 là 4 pi chia 3, chuyển pi chia 3 qua nữa cộng là pi chia 3 là 5 pi chia 3, chia hai xuống là 5 pi chia 6 cộng k pi. Đó. Đúng không? Vì t lớn bằng 0 100 giây đầu tiên mà. Nên với t bằng k pi thì ta có thay vô 0 bén bằng k pi, bén bằng 100. Vậy mình chia xuống, chia cho pi xuống, hai vế không đổi chiều, 0 bén bằng k, đúng không? 0 bé hơn bằng, nó nói là, nó hỏi là trong 100 giai đoạn có bao nhiêu thời điểm bật, bao nhiêu thời điểm thôi, tức là nó không có hỏi kêu kêu ra cái thời điểm nha. Đấy. Nè, k bén bằng 100 chia cho pi, 100 chia cho pi, 100 chia cho pi. Rồi tương đương k bén bằng không, bén bằng bén bằng 100 chia cho pi, mình dùng máy tính mình bấm mình mới biết được giá trị nó là nhiêu. Đó. Bằng 31,83. Đó. Vậy k mình nó chạy từ nhiêu, k mình nó sẽ thuộc từ 0 cho đến nhiêu, 0 1 2 vân 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 đến 30, 10 với 31, đúng không? Đến 31 là ngưng thôi. Rồi còn với đó. Mấy cái này nó không khó mà nó hơi lạ với em, cái em không hiểu á. Rồi với t bằng nhiêu đây đó, thì ta có không bén bằng này, đúng không? Đó mình lấy là không bén bằng 5 pi chia 6 đó. 5 pi chia 6 đó. Cộng cho k pi bé hơn 1 bằng 100. Đó, thì cái này bấm máy ra thôi, chứ mà này mà giải bằng tay là thôi xỉu luôn. Nè, 5 pi nè chia cho 6 đó, mình giải máy nên làm cái số lẻ đó, x x là k đó. K nhân pi, hiểu không? Mình cho nó bằng là không, được chưa? Đó, x nhân bấm shift soi bằng trừ 0,8, trừ 0,83, trừ 0,83 chấm 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 đáng bằng k, đáng bằng thì mình cho bằng 100. Shift soi bằng
30,99, 30,999, chưa được 40 nha. Đó. K thuộc số nguyên, hỏi ghi số nguyên cũng được, hiểu không? Lớn trừ 0,8 mấy thì mình biết rồi, là từ lớn trừ 0,8 là 0 trở đi, đúng không? 1, 2. Còn bé hơn hoặc bằng 30 mấy là 29 với 30 thôi, chúng ta lấy 31 là sai nha. Đó. Rồi, vậy có bao nhiêu thời điểm? Nó hỏi là có bao nhiêu thời điểm, tức là bao nhiêu là mình đếm rồi đó, hiểu không? Vậy có trên đây là mình nói nè, có bao nhiêu thời điểm, từ đây suy ra trên này là có từ 0 đến 31 là có 32 thời điểm. Và có cái này là lý độ ha, có vị trí đi hoặc đi qua vị trí đi. Có 32 thời điểm hoặc đi qua vị trí này. Còn ở dưới này đó, mình cộng hoặc mình cộng này, đúng không? Thì là có 0 đến 30 là 31, bạn hiểu ha, 0 với 30 là 31 thời điểm. Và đi qua đó, tức là chúng ta phải hiểu mấy cái kiến thức căn bản này, hiểu chưa? Cái căn bản là không phải lấy số lớn trừ số bé, chỉ khoảng cách cộng 1 nó cũng ra y chang vậy thôi. Vậy có tất cả các thời điểm mà vật đi qua vị trí này đi độ nhiêu đó là 32 cộng cho 31 là bằng 63. 63 thời điểm. Được chưa? Và thời điểm ở đây chính là T, mà T ở đây mình là theo đơn vị là giây. 63 thời điểm nè. Và không, 63 thời điểm không có giây, 77 63 giây là sao nha. 63 thời điểm. Còn đi tính giây để vô nó là mức tạm nha, nó không chưa tính, là tính 63 cái là xỉu luôn á. Rồi, nó hỏi bao nhiêu là mình nó dùng, nó hỏi là có bao nhiêu nghiệm thôi, chứ làm đâu nó đâu có yêu cầu mình trả lời là nghiệm gì đâu. Mà hiểu không? Hỏi phương trình có bao nhiêu nghiệm, mình chỉ trả lời có mấy nghiệm thôi, chứ còn không cần quan tâm cái nghiệm đó là gì. Phải hiểu điều đó. Rồi, câu số 5 là cho dãy số UN xác định U1 bằng 2 bằng 3, UN cộng 1 bằng UN chia này. Tính tổng 100 số hạng của dãy đầu tiên. Nhìn chỗ bài này là thấy bựa rồi đúng không? Tôi làm cho nhanh nha, chứ bạn không có hiểu cái này đâu. Từ từ bạn quen, bạn nhìn này, cái dãy UN nó rất là phức tạp đúng không? Bên đây nó có mẫu dư tử luôn. Thì mình làm nhiều chứ mình quen thôi, chứ bây giờ em nói làm sao mà thầy biết em không biết, thì đó là cái kinh nghiệm thầy có mà em không có đó gì thôi, em hiểu không? Em cứ nhìn nha, từ đó em suy ra đó, em nghịch đảo lại. Sao em biết nghịch đảo? Thì cái này không thể nói được nha, cái này là thuộc về kỹ năng học sinh giỏi, nó có luyện nhiều, nó nhìn nó quen những cái dạng đó thì nó mới biết được đó, hiểu chưa? Là em ghi là với n thuộc số tự nhiên đi, ta có để mình đừng có ghi cái chữ n lên nè. Đó. Dạ UN đó, đó đó. Rồi. Để mình tương đương, dùng tương đương luôn. Thế mà nghịch đảo lại, ủa sao biết nghịch đảo thì nó thì khó nói, là cái điều đó là cái điều mà phải làm nhiều mới biết được. Vậy mình lấy cái thằng đầu này chia cho thằng này, đúng không? Mình tách riêng ra. Rồi cộng cho 1 chia cho UN. Thằng này chia cho thằng này đúng không? Mình sẽ rút gọn được UN nè. Vậy nó còn cột đầu là 2 nhân 2N, 2n cộng 1 đó. Rồi mình sẽ chuyển vế qua đó, tức là lấy 1 chia cho UN cộng 1, rồi mình trừ cho 1 chia cho UN, nó bằng 2 nhân vô là 4n cộng 2. Đồng ý điều này ha, 4n cộng 2 đó. Rồi mình muốn tìm được UN đúng không nè, đó mình ta có nè, mình cần tìm UN mình mới tìm được số hạng đồng quát, đồng ý ha. Giờ UN thì cái bài này nó rất là khó chịu nha, thấy vậy chứ không dễ ăn đâu. Mấy học sinh yếu yếu là lụm liền. Ta có 1 với UN nè, trừ 1 chia UN trừ 1. Đó, mình thấy công thức này không? Thức này ha. Đó thì cái chỗ này chứa N nè. Thì chỗ này mới là N, còn chỗ này nó lớn hơn này một đơn vị. Cho nên ở chỗ này nè, N hiện này N trừ 1, thì qua đây mình phải hiểu nè, là 4 nhân N trừ 1 cộng 2, hiểu chưa? Đó. Và tương tự mình hạ xuống cái nữa nè, 1 nè chia n on trừ 1, trừ 1 chia on trừ 2. Đó, thì này sẽ là 4 nhân n trừ 2 cộng 2. Đó, nó giảm đi á, giảm đi 1, hiểu không? Đó, tương tự một cái nữa nha, 1 chia on trừ 2 trừ cho 1 chia on trừ 3. Đó là bằng 4 nhân n trừ 3 cộng 2. Thế mình chấm chấm. Nó có cái luật đó đúng không? Đó. Thì mình lấy hai cái cuối thôi, một này tức là cái n trừ 2 nó lớn hơn n trừ 1, n cộng 1 lớn hơn n một đơn vị đúng không?
thì cuối cùng là U3 trừ U2 trước. Đó, nó bằng là 4 nhân cho 2 trừ cho 2. Được 4 nhân cho. Hiểu không? 4 nhân 2 n UN là 4n, 4 trong hợp này U2 là 4 nhân 2 nó cộng 2. Rồi cái cuối cùng 1 trừ U2 nè, trừ cho U1. Đó, nó bằng là 4 nhân 1 cộng 2. Đó nha, đó hiểu chưa? Từ đó chúng ta mới cộng vế theo vế ta được. Đó, cộng vế theo vế. Vế theo vế. À, các cái đẳng thức trên ta được đó. Mình biết cộng với theo vế nha, và đây nè 1 với u n trừ 1 với u n trừ 1 cộng 1 với u n trừ 1 cộng 1 với u n trừ 2 à, cộng 1 cộng 1 với u n trừ 2 cộng 1 với u n trừ 3 à, cộng chấm 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 1 với u 2 u 3 không trừ 1 chia u 2 cộng 1 chia u 2 trừ 1 chia u 1 cái này đó nó bằng đúng không, đó là 4 nhân n trừ 1 cộng 2 cộng 4 n trừ 2 cộng 2 đó. Cái này là hết bảng nha, cho nên thầy chịu khó xuống dòng đó, đó. Là cộng cái này là 4 n trừ 3 cộng 2 cộng chấm 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 đó, 4 nhân 2 cộng 2 cộng 4 nhân 1 cộng 2 đó. Rồi. Hiểu nha? Đó thì mình sẽ đơn giản là theo quy luật này thấy không? Này trừ này trừ này thì hai cái liên tiếp nó mất nè, hai cái giữa nó mất. Chỉ còn cái đầu với cái cuối thôi, hiểu không? Đó. Giống như vậy là 10 trừ 9 nè, cộng 9 trừ 8 á, cộng 8 trừ cho gì? Trừ cho 7, hiểu không? Vâng, thì ví dụ tới đây ba số hạng này mình thấy cái giữa này nó luôn luôn mất, còn cái đầu với cái cuối là thôi. Đúng không? Đó, cái đầu với cuối đó. Còn lại bạn 10 trừ 7, ví dụ như vậy. 10, cái cuối cùng là 1, đó, 10 trừ 1 là mình sẽ còn là cái đầu tiên nè. Đó, và cái cuối cùng. Thấy chưa? Rồi, ở đây mình thấy có bao nhiêu số hạng mình hiểu không? Nè, ở đây là 1 nè, 2 nè, đi đi bên cái bằng bên trái này thôi nha. Nhìn nè. Đi đi 4 nhân 1, 4 nhân 1, 4 nhân 2 tới 4 nhân n trừ 1. Mà từ 1 tới n trừ 1 á, hiểu không? Từ 1 đến 2 là có hai số hạng. Từ 1 đến n trừ 1 là có n trừ 1 số hạng. Tức là cái tổng này đó, hiểu không? Tức là cái tổng này, tức là cái đuôi nó luôn luôn có hai nè, cái đuôi thằng nào có hai, còn cái cụm đầu tiên đó, đặt cái số 4 nhân đi chung ra, hiểu không? Đặt cái số 4 nhân đi chung ra, đúng không? Đặt số 4 nhân đi chung ra, còn lại n trừ 1 nè, cộng cho n trừ 2 nè, à, cộng cho n trừ 3 nè, cộng chấm chấm chấm, đó, cộng cho tới 2, cộng cho 1, đó. Cái đó là 4, còn cái sau đúng không? Là n trừ 1 số 2 đó. N trừ 1 nhưng mà số 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 nhưng mà có n trừ 1 cái số đó, cho nên là n trừ 1 nhân với 2, hiểu không? Đó cái này hơi khó phức tạp nha, đó thì 1 chia un trừ 1 chia u1 đây là đó 4 mình học rồi. Trong cái ruột trong này nè, đó, cái ruột trong này thế là 1 cộng 2 thế là trừ 1 chính là cấp số cộng, số hạng đầu là u, u1 bằng 1 đúng không? Đó số hạng đầu u1 bằng 1, công sai á là 1 2 là công sai là 1, nó tăng lên một đơn vị đúng không? Tăng lên lên một một đơn vị đó. Và công sai là 1 á, vậy chúng ta có là tổng của nó là từ 1 đến n trừ 1 tức là sn trừ 1 á. Sn trừ 1 nha, sn trừ 1 cộng cho n trừ 1 nhân cho 2. Đó. Với sn n trừ 1 nha, là tổng của n trừ 1 số hạng của cấp số cộng. Yeah. Với n trừ 1 là tổng của n trừ 1 số hạng của cấp số cộng với số hạng đầu u1 là bằng 1 và công sai nó tăng lên mỗi cái tăng 1 đều 1. Hiểu chưa? Đó, phải hiểu điều này nha. Nói chung là nó hơi bị đỉnh đó. Rồi, xuống dòng tiếp luôn. 1 với un này, trừ này. 1 với u1 4. Công thức n nãy biết rồi đúng không? Đó là n là lúc này n trừ 1 nhân cho 2u1 đúng không? Cộng cho n trừ 1 mà n trừ 1 này là n trừ 1 trừ thêm 1 nữa đó. Tại vì đây là n trừ 1 với phải n. Hiểu không? 2u1 đó. Nhân cho d, nhớ không? Chia cho 2 đó. Rồi còn cái kia là n trừ cái kia là n trừ 1
nhân cho 2 hơi bị khó nha các bạn. Một chia UN để lại nè, trừ 1 chia U1 để lại nè, 4 nè, 4 chia 2 là bằng 2 nha. Ở đây là N trừ 1 nè, lúc trong mặt ha, là lấy 2 nhân cho U1 là bằng 1 nè, cộng N trừ 1 với N trừ 1 là N trừ 2, nhân cho D là bằng 1 đó. Còn này là N trừ 1 nhân cho 2. Thì trong cái ngoặc này nè, mình nhân ra nè, nhân cái này ra là được là n trừ 2, mà cái kia là 2 thì đơn giản còn là n. Thấy chưa? Đó, còn là n. Đó. Rồi lúc này mình thay từ từ vô là vừa nè. U1 là đề cho ban đầu nè. U1 là đề cho là 2 phần 3. Thấy chưa? 2 phần 3. Đó, mình thay vô đây. 1 chia cho 2 phần 3. Còn cái này nè, mình đặt nhân điểm chung, đặt 2n trừ 1 ra nè. 2n trừ 1 thấy không? Nè, nó còn lại là n cộng 1. Đặt 2n trừ 1 ra đó, đúng không? Đó, thì còn lại n cộng với 1. Hiểu ha? N cộng với 1. Tại vì đó. Rồi, cái này 1 chia cho UN là nghịch đảo, 1 chia 2 3 là 3 2. Ở đây là hằng nhân thức nè, n bình trừ cho 1, n cộng trừ 1, n cộng 1 là n bình cộng 1 đó. Rồi mình chuyển vế qua. 1 chia UN nó bằng là 2n bình nhân vô trừ 2 cộng cho 3 phần 2. À, là mình nó cộng bằng 2. Được chưa? Thì nó sẽ bằng cái gì luôn? Bằng ngang luôn ha. Bằng luôn 2n bình trừ 4 cộng 3 là trừ 1 phần 2. Đúng không? Trừ 1 phần 2. Đó, tức là bằng quay đồng lên 4n bình trừ 1 chia 2. Đồng ý à? Nhân chéo lên đó. Rồi. Vậy mình nghịch đảo lại. UN. Thấy không? Đảo lại là 2 chia cho 4n bình. Đồng ý ha. Đó, 2 chia cho 4n bình trừ 1. Đó. Rồi. Chúng ta nhớ không? Rồi bây giờ nó kêu mình tính là gì? Nó kêu mình tính tổng của 100 số hạng đầu tiên, tức là U1 tới U100 đó. Đó. Thì ta có nè, tổng của 100 số hạng đầu tiên là đó. Cái SN là khác với SN kia nha, chứ nó không có giống nha. Đó. Tức là S100 á, hiểu không? Đó. Tức là U1 cộng U2 cộng U là S100. Không, cái này phải ghi gì nè, tổng trong số hạng đầu tiên đúng là U1 này, cộng U2 này, cộng UN U3 này, cộng trong chấm là U99 này, cộng U100 này. Và này hơi bị gớm đúng không? Và cái này nếu mình không biến đổi ra gì là thua nè. 2 nè, dưới hằng thức 2n cộng 1, 2n trừ 1, hiểu không? Hằng thức số 3 đó. 2n bình phương là 4n bình đó. Và mình đã biết rồi, khoảng cách giữa hai này nè, từ này với này đúng không, là 2n cộng 1 với 2n trừ 1 là khoảng cách nó là 2. Cho nên nó sẽ là lấy 2 chia cho khoảng cách, nhớ không, tức lớp 6 ha, là 1 chia nhỏ trừ 1 chia lớn đó. Thường nó ghi nhỏ trước, ghi lớn sau. Đó, 1 chia nhỏ là 1 chia 2n trừ 1, trừ 1 chia 2n cộng 1. Đó, xong, hai này quy đồng lên là công thức này của lớp 6 nha. Đó, thì mình nhớ vào cái này mới làm tiếp được nè. Thấy gớm không? Tức là UN đây đúng không? Là đây 2N. Hiểu không? Cộng 1 với 2N trừ 1 đó. Cho nên S100 đây nè. Nếu mà yếu cũng dí là không có làm được bài này đâu nha. S100. U1 nè. Nếu mà mình thay vô đây nè. Đó là 1 chia 2 nhân 1 trừ 1. Trừ 1 2 nhân 1 cộng 1 á. U2 đúng không? Đó là 1 chia 2 nhân 2 trừ 1. Tức là tôi thay luôn để tính cho em coi nè. Dễ nè. Tức là nếu mình thay một ở đây đó, một u một đấy, n hơn một nè, 1 2 nhân 1 trừ 1 là 1/1 á, rồi 2 nhân 1 cộng 1 là 1/3, rồi nếu em thay 2 vô, 2 nhân 2 trừ 1 là 1/3, thay 2 bên kia 2 nhân 2 cộng 1 là 1/5, nó có cái luật vậy đó. Rồi một kia là thay bằng 3 vô, 2 nhân 3 trừ 1 là 1/5, 2 nhân 3 cộng 1 là 1/7. Đó, thì cái 99 cũng vậy thôi, hiểu nha. À, một này 2 nhân 99 là 1 198 trừ 1 là 197 đúng không, trừ cho 1/2 nhân 99 cộng 1 là 199, cái cuối 100 đó, 2 nhân 100 trừ 1 là 199, trừ 2 nhân 100 trừ 1 là 201, hiểu không? Đó là đã sẽ triệt tiêu hết đấy không, trừ cái đầu cái cuối là thôi, thấy không, trừ 1/3 cộng 1/3 là trừ 1/5 là đó, cuối cùng là trừ 1/199 cộng 199 đó. Đó, thấy gớm không? Đó là bằng 1/1 trừ 1/201, quy đồng mẫu chung là 201 trừ chia 201 trừ 1/201, đó là bằng 200/201.
Đó, ghê gớm không bạn? Một cái đề gì mới thấm vậy ha. Tổng của 100 số hạng đầu tiên là 200 phần 200 bình 1. Rồi, hoàn thành xong. Rồi, bạn có thắc mắc chỗ nào không? Rồi, có gì mình nghĩ nha.